Kính chào quý vị, sau đây công ty Minh Motor và công ty Hồng Phúc xin trình bày về các tô lô của motor giảm tốc 3 pha đang thịnh hành nhất tại thị trường Việt Nam. Sau đây là hình ảnh minh họa về giảm tốc 3,7 kW tới 7,5 kW hay còn gọi là 5 ngựa tới 10 ngựa. Hình bên phải là giảm tốc 0,75 kW 1 ngựa 1 HP. Tiếp theo là hình ảnh về giảm tốc 2,2 kW, 3 ngựa, 3 HP. Hình cuối là ảnh giảm tốc mặt bích. Trang thứ 2 của quyển các tô lô là phần giới thiệu công ty Minh Motor và Hồng Phúc. Đây là phần giới thiệu công ty Minh Motor và Hồng Phúc phiên bản tiếng Anh quốc tế. Kế tiếp là hình ảnh các mẫu giảm tốc nhiều khách hàng quan tâm và ưa thích nhất hiện nay vì tuổi thọ lên tới 15. Sau đây chúng ta mở phần công suất cần quan tâm. Ví dụ, quý vị cần xem bản vẽ và thông số kỹ thuật lực mô-men của giảm tốc 3,7 kW, 5 ngựa, 5 HP thì tìm trang sau. Đây là bản vẽ giảm tốc chân đế. Tiếp đến là đường kính trục. Tùy theo yêu cầu của quý vị mà chúng tôi có thể chế tạo ra đường kính trục phi 32, 40 hay 50mm. Bảng tiếp theo là thông số hình học chi tiết sản phẩm, xin chú ý tới D và E. D là khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế dọc trục, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. E là khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế ngang trục, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Xin chú ý vào phần tỷ số chuyển. Với động cơ 3,7 kW, 5 ngựa, 5 HP, chúng tôi có thể chế tạo cho quý khách giảm từ 3 lần trên 1 phút tới 200 lần trên 1 phút. Khi giảm càng nhiều lần thì kích thước của giảm tốc cũng to lớn hơn rất nhiều. Bảng cuối là bảng lực mô-men xoắn. Ví dụ, khi hoạt động bình thường ở tần số điện 50Hz, giảm tốc có tỷ số chuyển là 60 thì tốc độ đầu ra khoảng 1500 chia cho 60 bằng 25 vòng phút. Cảm ơn quý khách đã theo dõi. Mọi liên hệ xin gọi tới văn phòng công ty Minh Motor Hồng Phúc khắp 3 miền Bắc Trung Nam. Sau đây là số điện thoại và địa chỉ.